Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người ạ. Hiện tại thì em đang ở gần nhà của anh già Mỹ Phó. Hôm nay thì các bác thợ chắc là vẫn đang thay, thì em đào vào ấy thì cũng để chia sẻ cho quý cô bác cùng xem luôn ạ. Chợ ở ngoài kia vào hết rồi anh? Hết rồi. Hết rồi á? Cả xi cũng vào hết luôn rồi phải không? Thế là anh lấy hết gạch này vào trong nhà ấy là hoàn thành nhiệm vụ ấy nhỉ thế? Ở trên này vẫn còn một ít. 6 viên. 8 viên. 8 viên đấy anh ạ. Mấy anh này vác hẳn 3 viên á. Vâng. Còn mấy chị thì mỗi chị 2 viên. Rồi vác nặng đến tối về là không làm được việc khác rồi. Để lần sau á. Cái này chắc 50 cân đó anh nhỉ? Nặng thế này ấy. Em thấy 2 viên là nó nặng rồi ấy. Dưới 50 cân. Dưới 50 cân á, nhưng mà cũng là trên 30, em nghĩ thế đấy. Một cây gạch này bảo là 15 cân mà. 30, 35. Là 18 cân. 18 cân á? Thế thì cũng là gần 50. Chở trong kia vào hết xong lại xuống đây giúp vợ vác từ đây vào. Hôm nay mấy anh tự ăn cơm hả anh? Tự ăn. Thế là sáng đi phải nấu cơm ở nhà xong mang đi ăn phải không? Sáng nay ở đây cũng mưa phải không anh? Mưa. Hôm nay bọn em ở trong thị trấn thì mưa to. Nhà của anh già Mỹ Phó thì xây rất là nhanh quý cô bác ạ. Hai hôm thì cũng xây lên được bằng hôm qua em đào vào chia sẻ cho quý cô bác cùng xem ấy. Thì như quý cô bác cũng đã thấy thì hôm qua em vào ấy thì nhà của anh cũng là vừa mới làm móng ấy. Hôm nay thì cũng xây lên rất là cao rồi ạ. Đây là vợ của mấy anh chở trong kia vào để ở ngoài này ấy, thì mấy chị cũng làm mang vào, nên là hôm nay chở xong hết thì mấy anh cũng là giúp mấy chị là đựng vào trong nhà luôn. Vợ của anh già Mỹ Phó . Tổ lỡ con đâu? Con đâu? Tớ vì nâng tú lắm đó. Thế chỉ nai cắp phì lơ. Chỉ mua á? Chỉ mua là nâng tú tật tà rồi. Ông muốn nắng gì à? À, tôi được cơ. Đi mà con về đây cô lấy kẹo cho. Theo à? Theo à? Mấy anh này mấy anh thợ mới à? Dạ. Thợ mới á? Hôm qua em vào còn thấy anh đâu? Hôm nay lên hộ thôi. Lên hộ á? Vâng. Thế là mọi người đây là lên hộ phải không? Vâng. Ở đây hai anh này hôm qua em không thấy này. Anh này nữa đúng không nhỉ? Đây. Xây nhanh nhỉ chú nhỉ? Hả? Xây nhanh nhỉ? Hôm qua? Vâng. Tớ thấy không nghỉ thế nào á? Không nghỉ ăn chưa? Ăn chưa vẫn là ăn. Nghỉ ăn xong làm luôn không? Làm luôn rồi. Đội cả nón rất là an toàn. Vội làm ấy. Vội làm. Hôm qua cháu vào ấy thì vừa mới lên cái móng. Hôm nay xây lên rất là cao rồi. Chắc là ngày mai nữa được rồi chú nhỉ? Chưa. Ngày kia. Đấy, các bác làm rất là cẩn thận đi. Đá thì mang vào trong nhà hết rồi. Gạch. Nhà này là mấy cửa chú nhỉ? Thế nên 3 cửa. Đấy. Cửa này là nếu mà làm chuồng ấy, nhà anh mà có con vật được con hỗ trợ con vật gì để nuôi ấy, thì sẽ làm chuồng ở dưới này đấy, một cửa từ đây xuống luôn. Kia một cửa, ở đây cũng một cửa quý cô bác ạ. Cái này xây từ hôm qua có xây được hàng nào không hả chú? Chưa. Chưa, sáng nay mới xây lên hết rồi không? Không có được hai hàng á? Vâng, rất là nhanh. Đấy, cái này xây cứng hết rồi. Hôm nay anh Phó có ở nhà à, chú nhỉ? Có ở đấy. Ở á? Cháu vẫn chưa thấy ở đâu? Trên này này. Trên này à? Trên này. Vâng. Mình nhường đi. Mình nhường nhé, cháu. Đấy anh Phó ở trên này. Dễ. Không đi học à? Nghỉ. Nghỉ á? Ủa sao mà toàn đất thế này?
Hả? Đi nghịch đất phải không? À. Quần áo cô Thơm gửi cho đi nghịch đất này, lần sau cô không gửi cho đâu nhá. Đây anh Phó ở đây. Từ hôm làm nhà mới thì anh cũng không lên hang nữa. Quý cô bác ạ, anh hay, rất là hay ở nhà, vào thì cũng là hay gặp ấy. Con không được đi nghịch đất nhá. Quần áo bẩn hết ở đây này. Nhá, con mà đi nghịch đất cô Thơm không gửi cho con nữa đâu đấy. Biết không? Đấy, một cái bút ở đây vừa đi học về hả? Cái bút ở đây. Anh đâu? Anh Ca ấy. Anh Ca đi học. Anh Ca đi học á? Ừ. Hôm nay con được nghỉ à? Không được nghỉ. Không được nghỉ. Thế sao con ở nhà con không đi học à? Con học lớp mấy nhỉ? Lớp 3. Lớp 3 thì hôm nay được nghỉ chứ, hôm nay cuối tuần mà. Đấy. Em đâu? Đi đi lên em đi, cô lấy kẹo cho. Hôm nay cô mua kẹo vào cho em với lại con đấy. À nó sợ kìa. À, đun nước ở trên này luôn. Thôi đây không đi á? Thôi đây không đi, cốc tốt rồi chè. À. Xôi rồi mà xìa ổ. Nó sợ. À, nhà ăn không chia cho nó khóc à. Ôi. Ăn không chia cơm cho em phải không? Đây cô lấy kẹo cho con nhá. Đây 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 đây. Sợ ấy. Đây 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 cô lấy kẹo cho này. Này. Đây đây đây. Thôi đây cô mua kẹo vào nhá, còn khóc là cô không cho đâu ấy. Đồ ta, nó rất là khó nà. Đã từ bên thấu nì nè, mà theo cô rồi mà. Là chỉ phút nữa nọ lắm. Đây. Nó chỉ phút nữa nọ. Đấy. Đây, để cô lấy cho chia cho các anh ở đây nhá. Mỗi người một ít này. Hôm nay thì cũng không biết là vào ấy, cũng là chỉ mua một ít cho cháu. Dễ. Xin, không biết xin nữa không? Đi học không biết xin nữa không? Xin như nào? Xin cô. Cho xin cô. Đấy, đấy. Tại sao mà ai đưa cái gì cho con phải biết xin nhá. Biết không? Đấy. Lấy không lấy cô cho anh hết đấy. Là chỉ phút nữa no lắm. Là chỉ phút nữa no lắm. Nên tới tầy này có cút to. To á? Ai làm em ngã đấy? Hả? Em ngã phải không? Đây này, vừa ngã xước cả đầu đây này. Tên thổ này là mà yếc quá yên hả? Con thật thế chứ cô. Xin, con xin cô. Con xin cô. Không biết lắm. Con hãy đi nè. Nè. Không ăn á? Lấy đi không, không ngại đâu nè. Bé này không mặc quần nhá. Em của ai đây? Dế em của ai đấy? Con của nhà nào đấy? Tí lấy em đi về mặc quần nhá. Của em phải không? Con của cháu phải không? À, em của cháu phải không? Đấy thế mà lấy em về mặc quần đi. Này. Tay trẻ con ấy, ta đi nghịch đất đen lên thì tay của con nữa, đen xì lần sau cô bảo khô không có kẹo cho đâu nhá. Ôi giờ mùng cho tèo, mùng chua chua mùa thế ạ. Biết xin không? Hả? Cháu xin cô ấy, biết nói. Đi học à? Lớp mấy rồi? Lớp mấy? Con lớp mấy? Tập 3. Tập 1 dao á? 1 dao á? À. Biết xin không? Chị Pao à? Ừ, nè. Vậy ngại à? Hả? Hôm trước lên đưa kẹo cho cháu đấy mà không ăn đâu. Cháu không ăn, không ăn. Này. Lấy đi. Không ngại đâu. Không biết xin. Xin đi. Lớn rồi phải biết xin. Cháu xin cô. Nói đi. Ngại ấy này. Lấy đi. Dễ này. Đi rửa mặt đi. Mặt toàn đất này. Đấy ta đi nghịch đất nhá. Cái quần áo đi rửa mặt rửa chân đi. Quần áo toàn đất này, đi rửa mặt ở chân xong ăn kẹo nhá. Đấy, đi nghịch đất phải không? Đây này, toàn đất. Quần áo cô Thơm gửi cho mà đi nghịch đất như này lần sau cô không gửi cho đâu nhá. Đi, đi rửa chân đi xong rồi ăn kẹo. Ở chỗ em có đấy, chị cô đưa cho hết cho em à. Cái cục đá đây chưa lấy vào à anh? Anh ơi.
anh thợ xây. Anh kia tên là gì nhỉ? Anh ấy, cái cục đá này chưa lấy vào anh? Tên là gì? Tên là gì á? Bây giờ chuẩn bị lãi nhưng mà nó chưa chắc lắm ấy. Chưa chắc á, em thấy được 2 ngày rồi mà. Được 2 ngày rồi. 2 ngày thì chắc là cho vào được rồi chứ. Cho vào được nhưng mà... Nhưng mà ông... Phải... Cho vào cũng được. Nhưng mà sợ nó vỡ. À, sợ nó vỡ á? Cái này hôm qua mưa thì nó vẫn để như thế á? Vẫn để như thế. Thế là hôm qua cứng rồi. Nhưng mà chắc là vẫn chưa chắc lắm. Vâng ạ, lúc nãy em đào vào ấy thì cũng nghe anh dưới này bảo là hôm nay thì mấy anh dưới này là đến giúp nhà chị, thì không biết là hôm nay nhà chị ăn gì. Nhà chị cũng nấu cơm ở đây luôn, thì tiện là em đào lên trên này xem là hôm nay cả nhà là ăn cái gì. Đây là gạo sống, chưa nấu. Đây là rau cải. Cái này chắc là cũng là đi xin về quý cô bác ạ, hoặc là đi mua. Hôm nay cũng là chợ trong này thì có chắc là chị là ra ngoài chợ mua hoặc là xin ở đâu đấy. Rất là nhiều. Còn đây là rau diếp cá. Rau cải. Cà mắm, đây là cà mắm quý cô bác ạ. Thì em Đào sẽ hỏi chị là hôm nay mọi người đến giúp thì cả nhà là tối nay, trưa nay thì chắc là ăn những cái món này rồi. Em Đào cũng là vừa cho quý cô bác, em Đào cũng là vừa xem ý. Hôm nay chắc là cả nhà chị là ăn những món này rồi. Thì em Đào sẽ hỏi là tối nay mọi người đến giúp thì tối nay cả nhà sẽ ăn gì ạ? Vừa đi rửa mặt cho cháu xong ấy. Bé không? Theo cô à? Theo không? Đấy, lấy kẹo cho là theo ngay. Hôm nay mọi người đến giúp thì ăn gì hả chị? Nước nghĩa là tôi pa mà nó á chị? Nó này chỉ mà chỉ nó à. Chỉ mà chỉ nó kho bể nia. Nếu nó kho bể xí à. Mấy chả đủ đi. Mấy chả đủ mà chỉ mà nó mà từ lời mấy con này mà con này thêm vô từ tay này rồi tiền là. Hôm trước ơi, bọn em vào thì cũng có cô chú ủng hộ tiền là. Các mà ra tôi bao xong hầu lúc trên này mà chỉ mới như là. Như tả. Như tả là nó tiêu tinh mà như tả là. Hôm trước ấy thì bọn em vào đây thì cũng có cô là gửi tiền cho gia đình nhà anh già Mí Pó thì anh bé là có thay mặt các cô là gửi trao lại số tiền trao lại 1 triệu cho chị và hộ tối nay thì mọi người đến giúp thì chị cũng là đi mua 2 con gà về để nấu cơm cho mọi người ăn luôn quý cô bác ạ. Ăn không? Cô bóc cho nhé. Phê lắm. Có tên no nữa ạ. Có no mà nhờ. Có no mà có tê. Ăn đi. Lấy kẹo vào cho mới theo. Lúc đầu vừa vào trong kia bế này không theo. Cá chỉ cá. Nó bó thảo lù mà nhờ. Bó thảo lù mà. Bó thảo lù nhớ tớ. Ô bé giờ mình cái báo thì nó có tốt lý mình cái chỉ tập báo. Đấy, bảo là biết nói chuyện hết rồi ấy, nhưng mà không ngại, không nói. Chỉ sân là nhiều. Mua ăn tàu sông ý, tàu ít sợ. Mua sừng tàu. Có sừng tàu á? Để tù ni là tù rau á. Tù ni tù rau kia nè. Đây là con út của anh chị thì cũng là được hơn 2 tuổi rồi quý các bác ạ, biết nói hết rồi ấy. Ăn đấy. Nó. Ừ, thả phụ nữ thiệt cháu ưu này. Phụ nữ này thiệt cháu ưu. Nên bắp bó nè. Ông là này hát bó thì tốt tỏ tí nè, này hát bắp bó nè. Đấy, lúc mà em Đào vừa vào là gần đến nhà của anh ấy, vừa đến bên trên đồi thì bé này nói với mẹ là ấy, cô lại về rồi, biết nói. Nhưng mà lúc mà em Đào vào bé thì lại ngại không theo. Nhỉ, ngại gì? Nên hát bó ưu tố á? Nên hát bó ưu tố bé sáng hát bó ưu. Thế hôm nay không đi bãi rửa anh? Hôm nay chỉ mù chúa rồi á? Chỉ mù mà. Chỉ mù á? Chỉ mù. Chỉ chỉ mù. Chỉ nếu mất nữa em Đào ấy có hỏi là hôm nay anh không đi bẫy à, thì anh bảo là hôm nay anh bị đau chân quý cô bác ạ. Không biết là em có hỏi là cái chắc là gai chọc ấy, tại vì anh đi bẫy thường xuyên đi bẫy thì cái gì chọc vào chân anh, thì anh bảo là không có gì chọc nhưng mà nó tự đau, thì chắc là em đang nghĩ là đau một bên tay ấy, thì cũng là đau một bên người xuống chân luôn ấy quý cô bác ạ. Nếu mất nữa không có xá. Nếu mất hợp có tớ này. Mất thì cái tớ. Cái tớ là mốt. Cái tớ là mốt. Sấy mốt sẽ tế tớ là hâu cắt tớ nhá. Mốt tớ tía. Sấy ni có mốt. Sấy ni mốt tớ. Mốt tớ này nào. Đi ni mốt tớ tía.
con đi của chan na mình nhớ cần tâm món này tôi món ừ, cú cua anh ấy thì hôm nay là lại bị đau hết người quý cô bác ạ. Chắc là em nào nghĩ là tại vì anh cái tay của anh ấy đau thì sẽ đau xuống một bên người ấy, là cái chân của anh cũng là sưng rất là to, nhưng không biết là em có hỏi thì anh bảo đau được trong xương ra thì cũng không có gì chọc vào đâu, không, cũng không biết là bị làm sao ấy. Con đi cá mó lắm. Bên này thì có bị xước xát một tí ấy. Chắc là do anh đi bẫy hoặc là bị con gì cắn à, tủa gì to nhá. Chỉ mới chỉ to mà. Nửa mót nữa. Con mà con to. Con to mà con mà bố. Anh thì cũng mấy hôm nay anh chắc là cũng không được khỏe, tại vì nghe vợ anh nói thì là anh bị sốt. Mình cú cú ta hồng á. Anh thì cũng không khỏe trong người ấy, thì không đi bẫy nữa. Em nào vào thấy nhà chị mà hay ăn rau diếp cá, nhà rau diếp cá thì có thể hạ được sốt, nhưng mà em nào chỉ biết là với trẻ con, nhưng mà không biết là người lớn như nào, thì em nào sẽ bảo chị là lúc nào anh sốt ấy, thì cho lấy thử cho anh uống. Ô rồi cho rau ni phút nữa à. Nước mót hao này. Ô rồi cho rau ni này. Ờ, rút cua cho cua này. Đấy. Cho mình dò. Cái sốt ta cái gì? Cho nhiều cá tàu. Ờ, phút hao. Bố cho mình mua vô cho cua phút này hao mình dò. Ờ. Ờ, đi mấy ta kia mà mót hao này. Mà mót thì mót. Chị tháo ạ. Chị tháo. Ờ. Chị mót to, chị mót cho cua này hả? Ờ. Ờ. Mấy ta kia mà mót uất này hả? Ờ, đi. Em nào có bảo là cái rau diếp cá đấy thì hạ được sốt đây, nhưng mà em không biết là dành cho người lớn thì em không biết, nhưng mà với trẻ con thì có thể hạ được sốt quý cô bác ạ. Thì chị bảo là tí chị sẽ làm cho anh uống xem là có đỡ hơn không. Giờ này con theo có ngoan không? Hả? Có. Cuối tuần mới về hay đi lại? Hôm trước cô bà không thấy, cuối tuần con mới về phải không? Phải á? Thấy ngủ ở trường à? Ăn cơm ở trường luôn. Hôm nay anh ca lúc tuần này có về không? Hôm nay cuối tuần đi. Em không biết. Em không biết á? Đi rửa mặt đi, nãy cô bảo đi rửa mặt, chân đi rửa mặt đúng không? Cái mặt toàn đất này, đi rửa mặt đi nhá. Nhá, đi luôn đi, rửa chân nữa nhá. Vâng ạ, bây giờ thì các bác thợ cũng là đang kê chân cột, thì em nào sẽ xuống chia sẻ một chút ạ. Cái này được 5 cân không anh? Hơn á. Nhưng mà làm cái cục xi măng này để cái cột ấy thì nó lại nhìn đẹp hơn là cái tảng đá mình nhặt về nhỉ anh nhỉ? Thì, nó bằng nhau ấy. Vâng. Còn cái gác này vẫn chưa gỡ hả anh? Hả? Cái gác này. Vâng. Không gỡ luôn. Thế hôm trước em hỏi thì bác bảo là gỡ mà. Gỡ nhưng mà nếu mà tí không làm được thì phải gỡ tí. Được thì để đi. Nếu mà nhà anh ấy có cây để là nhà anh phó ấy có cây để làm được thì em nghĩ là nên thay cái gác mới anh ạ. Tại vì cái gác này cũng cũ quá rồi ấy. Những cái tấm ván cũ như kia kìa mình lấy lên để làm gác ấy, nó lại đẹp hơn cái này. Cái ván kia chắc là bây giờ cũng không dùng đến rồi, tại vì bây giờ mình vâng, thế thì các anh tháo xuống đi xong rồi bảo giờ các anh làm cái gác ấy. Được mà. Nè, tháo mấy cái này xong rồi gá lại cho thôi. Vâng, đấy cái cây đấy nếu mà không dùng thì lấy làm cái gác luôn này, nhìn nó đẹp hơn này anh ạ. Vâng. Kê luôn à chú? Kê. Thế lúc nãy anh bên kia ấy, anh thợ ấy bảo là chưa kê được. Kê xong là mới được là bị cái mẫu hà lên đấy. Nhưng mà không biết là nó chịu nổi không nhỉ chú nhỉ? Cái này ấy, cháu sợ nó chưa cứng lắm ấy. Chắc nổi ấy. Vâng. Cũng nặng lắm. Vâng. Hôm qua đóng rồi. Hôm qua mưa thì cứng rồi ấy, thì cũng không sao, nếu nhưng mà hôm vừa mà làm xong ấy thì mưa thì chắc là hỏng hết đấy chú ạ. Vâng. Các bác thợ xây rất là nhanh, cũng rất là đẹp quý cô bác ạ. Xây rất là tỉ mỉ ấy và chắc chắn. Xây rất là đẹp. Cái này thì vừa mới xây thôi, còn ở dưới này thì từ sáng nay rồi. Đó đi à?
你看我这边了。Vâng ạ, bây giờ thì nhà của anh Già Vịt Võ thì cũng xây là được khá cao rồi thì các bác ạ. Chắc là hai hôm nữa thì nhà anh sẽ có một căn nhà mới đấy. Hôm nay thì chắc là em Đào vào đây chia sẻ cũng đến đây ạ. Hôm khác thì em Đào sẽ tiếp tục vào chia sẻ để cho quý cô bác cùng theo dõi ạ. Bây giờ thì chắc là em xin kết thúc video tại đây, tại vì em cũng còn rất là nhiều hoàn cảnh khác để đi chia sẻ. Hẹn gặp lại quý cô bác ở những video tiếp theo ạ.